Anh chị em cô dì chú thím nào muốn mua rượu nho mật nho, hãy liên hệ với Cú Đánh Thép, cơ sở nhà làm đảm bảo chất lượng nguyên chất 100%. Chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mấy bạn thấy bữa nay chất lượng hình ảnh nó ok không? Bữa nay mình mới sắm con Google 8 Plus mấy bạn. Quay thấy hào đẹp đúng không? Bữa nay mình chơi xong, hôm nay nữa mình sẽ về Bình Dương lại mấy bạn. Đó, bởi vì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái món ăn rất là độc đáo luôn. Và trước khi chia sẻ món ăn, mình đi ăn cơm cái mấy bạn. Đói bụng quá, đói bụng luôn rồi. Đây là chị Nhi mấy bạn. Chị Nhi đang làm món gì á? Cơm chiên. Cơm chiên gì? Cơm chiên lá é. Chiên lá é hả? Đâu? Đem ra bàn rồi. Ôi ôi ôi. Ngon với ta. Ôi nhà mình số đủ quá là nhiều luôn mấy bạn. Ngày qua người ta hái rồi mấy trái chín người ta không có lấy á, người ta bỏ lại. Lấy cái này nó bị hư rồi đem xuống cho gà ăn. Đó. Nhà mình xô đổ nhiều quá, nhiều khi nó chín đó mấy bạn. Nó chín không biết làm gì hết, nó tự rớt xuống mà cho gà ăn rồi. Ở trước cái mặt này thấy là vườn xô đổ không? Bây giờ nó cũng khá là già rồi, bởi vì trái nó cũng không có được lớn cho lắm. Trái nhỏ nhỏ thôi bạn. Còn lúc trước kia trái rất là lớn luôn. Trái rất là to. Chín là tự nó rụng xuống đất là rớt xuống là gà ăn vậy đó. Ăn không nổi chứ không phải là mình nó dốc gì đâu, ăn không nổi luôn. Trái đây là trái măng cầu nữa bạn. Đó, mấy cầu này là Tết để bán cho mấy người ta đom Tết đó mấy bạn. Đó, ở quê mình thì có cái phong tục rồi, gọi là đom mắng cầu, xài dừa đó, ví dụ như là vú dừa đủ xài. Đó, vú là tới vú sữa, tới dừa, tới sữa đủ, tới xài đó, vú dừa đủ xài. Năm nay mình sẽ đom là vú dừa đủ xài. Đó, ước mơ của mình là vú dừa đủ xài là đủ sống rồi mấy bạn. Đùa với bạn thôi chứ ở quê mình có một phong tục đom trái cây rất là lạ luôn. Xài dừa đủ sống. Ok, thì không có linh tinh liên thiên với bạn, mình sẽ giới thiệu cho bạn một cây này rất là đặc biệt mà chúng ta ăn rất là ngon luôn. Mua ớt đâu Nhi? Mua ớt đâu? Mua ớt đâu? Ủa mấy bạn thấy gà gáy không? À quên rồi quên. Đây là anh thanh niên Su Su. Dạo này anh sao mà ốm với con? Dạo này con làm gì mà ốm vậy? Hả? Dạo này tập tạ quá sao ốm vậy? Su Ki đâu? Còn đây là Su Su, đây là Su Ki. Su Ki nó mới bệnh xong mấy bạn. Tình hình là mới bệnh xong còn bộ xương không à. Ôi ui. À hả? Đây chú ớt này là muối ớt mấy bạn. Nặng tắt vô. Để mình ra mình hái mấy cái tắc mình nặng vô bạn. Gà tình hình nó gáy quá trời gáy luôn. Ôi trời ơi. À quên, nho của mình, nhà mình thì dạo này cắt cành nó trụ lũi đúng không? Thấy không? Mấy bạn thấy trụ lũi không? Đó, khoảng 3 4 tháng sau nó sẽ ra bông và ra trái lại nha các bạn. Đây là cái tắc này. Đó, nhà mình thì ăn cây nhà đó vườn mấy bạn. Cái gì cũng có đó. Tắt đồ, nói chung là nhà có điều kiện mấy bạn, không có thiếu thứ gì hết. Chỉ có thiếu tiền với thiếu nợ thôi chứ không có thiếu thứ gì hết. Mình nặng xe nặng vô đây. Nặng vô đây. Đó. Các bạn thấy đã không? Đó, có một chén mưa ớt. Giờ mình sẽ ra mình ăn cái trái đó cho các bạn xem nha. Đây là cái dĩa cơm chiên lá é mấy bạn. Cơm chiên lá é trứng của chị Nhi nè. Đó, chị Nhi làm ha. Ăn thử như thế nào mời các bạn nha. Ăn thử rồi. Cũng ngon đó chứ. Thơm. Thơm quá mấy bạn. Có lá é, có tiêu vô nó rất là thơm luôn.
Còn đã quá bạn không? Lấy mấy thìa đũa này hư lấy cho gà, còn cái ấy thì để lại. Đây là cái chuồng chim bồ câu á bạn. Mình nhà mình nuôi khá là lâu à. Cái chuồng này do ba mình tự làm luôn. Đó thấy không? Bạn thấy bồ câu dễ thương không? Đó. Bồ câu thì nó rất là chung thủy, mấy bạn thấy những cái đám cưới á, người ta hay để cặp bồ câu á là đại tượng trưng cho cái sự chung thủy các bạn. Bởi vì một trong hai mất chết nó sẽ chết theo nha các bạn. Ở đây nhà mình có cây chanh nè, các bạn thấy chanh không? Trái quá trời trái luôn, bự bự trái này, thấy bự bự không à. Bông bông trang, cây này kêu cây dạng tế nha các bạn. Ba mình trồng khá lâu rồi. Đó. À đây. Đây là cái chủ đề chính của chúng ta hôm nay là trái mít. Đây. Các bạn thấy trái mít non không? Đây là chén mứt ớt nè. Bữa nay mình sẽ lấy mít non mà chấm mứt ớt ăn như thế nào các bạn. Mình nghe nói ngon lắm mà mình chưa bao giờ mình ăn thử. Mặc dù mình là con nhà nông nhưng mình chưa bao giờ ăn thử cái mít này. Ở đây cũng có mấy trái rất là lớn luôn các bạn, như trái này. Trái này nhưng mà mình sợ ba mình quýnh các bạn. Bây giờ mình leo lên trên mình coi trái nào được được mình hái ăn. Thì hiện tại là camera đã chờ sẵn trên cây rồi các bạn. Cầm camera này. Đó, bạn thấy camera có tâm không? Lên cây nào chờ sẵn ở đó. Đây nè mấy bạn, như cái trái này ba trái nè, mình sẽ lấy bớt trái nha. Đó. Lấy bớt trái cho nó nuôi trái kia, trái nhỏ. Cầm em. Ôi giời ơi, mũ thế. Trái mũ quá trời mũ luôn mấy bạn. Rớt trong chân. Trời té nha. Hết sức bình tĩnh nha. Té cái là sờ mờ lờ luôn á. Rồi, đưa chấm ớt đây, thử coi. Tết cái đàm của nó còn mũ nó còn chảy nữa kìa. Mũ nó còn quẩn còn chảy mấy bạn. Ăn gì đít ăn lo. Tết cái đàm của nó như thế nào mấy bạn. Mít chấm với ớt. Mấy bạn thấy không? Quất nha. Trắng nha. Chát. Trời ơi trời. Lần đầu tiên ăn luôn các bạn, chát kinh khủng không? Wow. Phê. Nó chát mà nó cay. Nó muốn sặc nữa các bạn. Kiểu như là ăn cái gì ta? Để mình liên tưởng á. Như là mình ăn keo vậy á. Keo mà nó có hai loại, trái chát với là trái ngọt các bạn. Y như cảm giác ăn keo ngọt vậy, ăn keo chát vậy đó. Nó chát mà nói chuyện không được luôn, chát. Làm miếng nó thử các bạn. Chát quá trời chát luôn. Là da mũ á. Hả? Da mũ á. Không có đâu, nó chát. Mít non nó chát không? Thèm không? Trời ơi trời, nó chát. Chát quá bạn không? Wow. Ui dồi ôi, chát quá. Con Nhi ăn thử miếng mấy bạn. Không. Ăn thử miếng cho biết. Không. Ngon lắm. Thiệt. Hồi nãy giờ nó giỡn á. Nãy giờ nó chát rồi nó giỡn ăn ngon. Chát hay là cái gì cũng phải ăn thử một miếng. Cho nó biết sự đời hả? Cho nó biết sự đời với người ta mấy bạn. Ăn nhanh đi ông ba mình không về mấy bạn. Nè. Ê. Nè, từ cầm nó đúng, cầm nó đúng. Không? Ăn là nó phải bá đạo như vậy. Camera là phải lên cây luôn. Đó. Quất đi. Cắn từ từ thôi. Ôi dồi, trời. Chút xíu nữa bật gọng rồi. Té một cái. Té một cái là xác định luôn. Cắn. Mời chứ mời mấy bạn mà. Mời các bạn nha. Cắn thử coi. Nhai nuốt luôn. Đừng có nhả ra. Sao? Cảm giác như thế nào? Chát lắm đúng không? Chát.
phải dưới nói với mấy bạn nó chứ. Khó ăn đúng không? Phun không? Nó chết lắm hả? Ừ. Khó ăn nó nuốt không được hả? Ừ. Dở quá trời, dở quá trời, dở luôn các bạn. Như dở quá, ăn có chút xíu nhưng mà chết. Ha. Cuộc sống mà bạn chết đắng cay ngọt bùi mình phải trải qua hết. Ha. Ừ. Mặc dù chát thiệt. Vừa cát còn mưa còn cay nữa. Nhưng mà mình cảm giác nó rất là phê. Chát chát nhưng mà rất là phê luôn mà. Chát quá ăn nở. Bây giờ rằng mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cây khác các bạn. Mấy bạn nhỏ ở làng mình biết mình về ra thăm mình đấy mà. Đó, chào mấy bạn. Chào bạn nha. Chào các bạn nha. Mấy học lớp mấy à? Dạ lớp 6. Ồ lớp 6 mà nhìn nhỏ quá ta. Thiếu sữa mẹ đúng không các bạn? Lớp 6 mà nhìn nhỏ, con này trong này con này mập nhất các bạn. Bữa nay ra nhà anh cho mà không có gì đãi, không có gì đãi mấy em hết. Bởi vì dạ. Chặt dừa cho mấy em uống cho nha. Dạ. Dừa nhà anh đây cầm mấy quay cho anh chặt á. Dạ dạ. Vậy vậy. Ở đây có mấy cái quầy dừa các bạn, chặt đãi mấy bạn nhỏ đồ uống giải trí chơi. Sao biết anh về hay ạ? Dạ, coi trên YouTube á. Coi YouTube không? Dạ. Bốn đứa đúng không? Dạ. Bốn trái, đầy trái nữa nè. Dạ. Đây chặt cho mỗi đứa một trái nha. Dạ. Uống giao lưu rồi chơi. Qua đây, qua đây. Phía nào lấy trước? Cho thằng nào mà nhỏ trước, nhỏ nó cầm trước. Cầm mới quay ra cho anh. Đó, nhỏ nó cầm trước nha. Cười. Bữa nay đi học à? Dạ, không nghỉ. Thi xong rồi. Thi xong nghỉ luôn hả? Có đâu nghỉ, có ngày thứ bảy. Chủ nhật nước mẹ. Ủa, thi lại có lên lớp không? Không biết, chưa biết điểm. Má biết điểm vật lý à? Không biết điểm hả? Một nè, tiếp tục bạn nhỏ thứ hai mấy bạn. Ra trễ chút xíu là anh đi rồi. Ừ, anh đi đâu? Anh đi Bình Dương anh làm. Đi lại. Ra trễ. Anh đi hả? Ra trễ một tiếng nữa là đi rồi đó. Vậy mà thôi. Rồi. Này tên gì anh Vân hả? Dạ, Quý. Quý đúng không? Còn anh ốm rồi mà em ú ù à? Nhà bán thịt heo mà ốm quá. Đây nè. Nhà có bán thịt heo đâu. Mày uống cái lá. Nè, anh bự con nhất hôm nay mấy bạn. Uống thử coi, ngon không? Ngon. Chưa uống mà sao ngon. Đó mấy bạn thấy mấy bạn nhỏ ở quê mình dễ thương không? Đó, để anh coi anh chấm cái nhan sắc của bà bốn đứa nào đẹp trai nhất đây là đẹp trai nhất rồi. Tên gì của đó? Dạ Quý. Quý, còn đây? Siêu. Siêu hả? Đây. À, Quốc. Quốc, đục, Quý, Siêu Quốc. Đây. Khang. Khang hả? Dạ. Quý, Khang Quý, Siêu Quốc. Đó, tên rất là đẹp luôn. Uống đi. Đã không? Dạ đã. Quá đã luôn không? Ngào xuống rồi cho nó thoải mái, trời ơi, uống mà nó ứng rồi. Kiếm vịnh đầu ngồi rồi cho nó thoải mái rồi. Dừa này có ga. Ga hả? Vừa chặt con cây xuống nó có ga vậy đó. Chặt con cây xuống mà nó có ga vậy đó. Thậu nó xấu mà sao ốm chứ con. Yêu quá ốm không? Có người yêu chưa? Trong bố thằng này có nào có người yêu chưa? Chưa. Này có người yêu rồi hả? Chưa. Trời ơi. Chưa hả? Chưa. Dở hơn anh rồi, đó anh học lớp 6 là anh có người bạn gái rồi. Không cười hả? Đó anh học lớp 6 là anh có bạn gái rồi. Chưa mà kêu có bạn gái. Uống vừa mà đổ một hâu luôn á bạn. Nắng mà chiếu. Anh đi ngày chỗ nắng. Chặt tới dừa ra nè. Rồi một đứa bạch ra. Bạch nó không? Rồi. Vô kiếm cái muỗng múc ăn đi. Muỗng trong nhà. Còn ba này chưa uống hết các bạn. Yếu quá.
Khi nó mạnh nó uống nó đi trước rồi kìa. Trời ơi, rồi xong chưa? Chạy tới giường này ra. Rồi, tách ra. Một em đi, đi vào lấy mũ ăn. Từ từ, đừng có đứng trước đầu dao anh. Hai em. Còn em này nữa. Ủa em này sao uống còn đây? Yếu quá vậy? Uống được không? Uống nở nữa không? Không nở nữa thì đổ. Uống nhiều quá nó nổ cái bụng quá. Nổ cái bùm một cái là banh thay luôn. Đây nè. Chặt hả nè. Đó. Nè. Uống ơi. Để đem ra kia vô kia lấy muỗng cạo ăn. Đây vô lấy muỗng cạo ăn. Mấy bạn nhỏ đang ngồi nhiệt tình cậy giường nữa. Nãy giờ ai ăn nhanh nhất? Em hả? Trời. Nó mềm xèo luôn. Ủa nhỏ này thằng này ốm ốm mà coi bộ ăn nhanh quá các bạn. Cái giường nó nhỏ nhất đám luôn. Này em học lớp mấy hả? Lớp 6. Bao nhiêu ký? Ngàn năm mấy ký á. Trời. Mấy bạn nhìn mặt đó kìa. Không thấy mắt luôn. Này 50 mấy còn này nhiêu? 46 hả? 46 nhìn con đẹp trai đó. 46 là vừa á. Này 20 mấy ký hả? Đây anh này tập tạ quá. Anh nhiêu ký? 40 hả? Nói giống 30 ký hả? Tập tạ mới mà. Tập tạ quá nó teo người hết. Trên đây là cây sung mấy bạn. Mà lúc nó còn sống thì nó xanh rồi. Bây giờ nó chín rồi. Giờ nó chín nó màu đỏ rồi, thấy không? Giới thiệu với mấy bạn, đây là cây dừa xim dứa. Bên kia cũng có một cây dừa xim, nhưng mà uống nó không bay mùi dứa các bạn. Mấy bạn biết lá dứa không? Đây lá dứa nè. Đó. Để nấu chè đó nó cực kỳ thơm luôn. Nhưng mà đặc biệt con cái là cây dừa này á, nó bay mùi là dứa sao ơi sao nó vậy luôn các bạn. Hồi giờ Nhi uống dừa xim dứa chưa? Chưa đúng không? Mình sẽ chặt xuống rút cái dao này. Chặt một trái xuống uống thử, với lại mình sẽ lấy một cái gáo dừa để mình ăn cho các bạn xem nha. Đây là trái non nó sẽ có cái gáo nè. Trái nào già quá thì nó sẽ không có gáo. Đây, trái dừa non nó sẽ có gáo mấy bạn. Đây, chặt lấy nước. Đó. Thấy bạn thấy không? Trái non nó không có bọn, nó sẽ có gáo dừa. Nè Nhi nè. Nhi uống dừa xem vui. Trời ơi, nứt luôn rồi nè. Nứt luôn hả? Uống đi. Nó bay mùi dứa lắm. Hả? Ừ. Nồng nặc mùi dứa luôn đúng không? Thơm mùi dứa. Mùi dứa sao nó y chang vậy luôn các bạn. Làm thêm miếng nữa. Uống thêm miếng nữa. Phải không? Nó bay mùi dứa lắm. Mình nghe có người ta nói có dừa sữa nữa mà mình chưa bao giờ mình thấy được các bạn. Có bạn nào mà ở miền Tây mà có dừa sữa, chắc là bạn nào mà nhà mà có dừa sữa thì hãy inbox Facebook cho mình. Bữa nào mình sẽ xuống mình review cái dừa sữa nhà bạn có thử như thế nào. Hồi giờ nhỏ lớn là chưa bao giờ thấy trên YouTube rồi nhưng mà chưa bao giờ uống thử. Đây dừa sữa đó. Không? Nó rất mùi thơm mùi dứa luôn, nhiều uống được không? Rất thơm mùi dứa luôn. Nãy ăn trái mít mấy bạn, bây giờ uống xuống mít nó còn nằm ngay cuống họng á. Uống xuống nó rất là khó chịu luôn. Thôi chặt ra. Chặt. Còn nữa. Còn nữa hả? Dính mũi rồi. Đây ở trong trái dừa khi mà nó còn non mà nó chưa ra bọn á mấy bạn, nó có một cái đây nè. Đây cái đây là Nhi biết gì không? Đây là nó kêu bằng gáo dừa mấy bạn, mà mấy bạn lưu ý là dừa non nó mới có nha. Dừa mà khoảng cỡ nó có bọn là nó chưa có cái gáo này đâu. Cái gáo này ăn rất là ngon luôn và nó trị bệnh chảy máu cam đó. Đây cái gáo nè. Đó, bây giờ sẽ lấy chiếc ớt Nhi ăn thử nè. Nè, cầm chiếc ớt ăn thử cái gáo dừa nè. Thử như thế nào? Ngon lắm chưa? Có gọt cái này khỏi cần gọt luôn.
Mời các bạn nha. Ăn thử coi. Sao? Nó giòn giòn đúng không? Ừ. Nó ngọt đúng không? Ông ngọt không? Có ngọt không? Có chát không? Hơi chát chát nhẹ nhẹ. Chát là gì do cái vỏ nó dày. Ừ. Cái vỏ cái gáo nó dày á các bạn. Nó cày. Nè các bạn, gáo dừa nè. Hồi nhỏ còn trẻ trâu mình hay ăn lắm. Ngon. À. Wow, cây đã. Cây nó đã quá trời đã luôn các bạn. Ngọt ngọt. Ngon lắm nha. Ngọt. Nó giòn. Ăn rất là ngon luôn. À. Wow, cây quá trời cây luôn. Ngon lắm các bạn. Dưới cái giống dừa xâm dứa này nó bay mùi thơm nữa. Rất là đặc biệt luôn. Wow, đã quá các bạn ơi. Cắt cái dao vô lại. Ok thì sau clip này mình sẽ vào Bình Dương lại các bạn. Rồi các bạn thấy vườn nhà mình nói chung là rất là nhiều trái luôn, rất là đẹp luôn. À quên. Ý quên. Review cho bạn xem cái cây này kêu là cây dừa nước á. Kêu là cây dừa pháo á các bạn. Tại cái trái của nó ở như trái pháo vậy đó. Các bạn thấy không? Nó như pháo dây ngày Tết mình chân á. Đó, nó kiểu như vậy nè. Đó. Bởi vậy người ta kêu nó là dừa pháo. Ơi, chuối pháo chứ quên, nói tầm bậy tầm bạ mà, chuối pháo. Nhìn nó rất là pháo, như cái pháo gì đó. Thì sau clip này mình sẽ vào Bình Dương lại các bạn. Rất là cảm ơn các bạn. Đây là những món ăn mà hồi nhỏ còn trái trâu mình hay ăn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn, bữa nào các bạn làm ăn thử nha. Rất là cảm ơn các bạn đã xem clip của Cú Đấm Thép nha. Cho mình kết thúc clip tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Bây giờ thì bye bye.